Thì hiện tại là Ten kêu đã trở về rồi nha các bạn. Anh em mình giờ nó xuống nó chào đón, nó chờ què của thằng Ten. Nhưng mà cái mục nhọt của thằng Ten nó bự quá. Thằng Ten kêu nói chung là nó ngại tiếp xúc với anh em, và nó cũng không có muốn, nó cũng không có muốn mọi người thấy đâu, mọi người chơ cừ. Xưa giờ nó sinh ra nó đẹp trai, nó bẩm sinh sẵn rồi nha các bạn. Mẹ giờ nó đi ra đường á, nói chung bữa giờ nó gì 2 ngày rồi mà nó không có gặp anh em. Nó phải đi ra đường là lấy váy trong nắng con vợ nó bịt lại nó đi. Tại bây giờ cái đó nó không phải cái bí cái bầu nữa. Mẹ giờ nó bự như cái thùng rác mẹ. Giờ nói chung là mấy thằng anh em của mình muốn Ten nó kêu nó xuất hiện bất ngờ. Đó anh em thử đi, nó có cảm thông cho cái nỗi đau của thằng Ten không? À, anh em nó đang ngồi trong đây nó cà phê nha các bạn. Ủa chứ nó lầm mình rồi em. Anh em đang cà phê sao vậy? Đụng mà tôi đã nói ông rồi, tôi đi cái chuyện này đâu có tốt đẹp gì đâu. Đụng bây giờ tôi đang bài lên nó kêu tôi đụng mổ trí. Đồ nó mua cứ hỏi mổ trí đâu. Mổ trí đâu, cái đó là cái ôn đọt. Cái đó là cái nỗi buồn chứ không phải là cái gì hết. Nhưng mà ông nói làm chi? Tự nhiên ông nói vậy, ông kêu Ten nó bệnh nó đi khám là được rồi. Ông thì cái tính tao, tao thấy người ta quan tâm thì mày kêu mình tao biết thôi, thì tao kêu cho cha vài người biết rồi mà. Thì là mình bớt rồi nha các bạn, đừng có ai nhắn tin hỏi mình nữa. Đừng. Đâu mà sao người ta băng lại? Cái gì vậy? Chà khán giả coi thử với mày sợ vậy? Mà đã đi không được rồi. Thì coi thử. Không. Coi. Đừng. Cầu lắm nha anh em giờ. Đó. Đâu mẹ đừng có di chuyển nhiều, nó động, nó chảy. Nè phải lấy cái bịch nè, cột cái ấy nó lại. Không được rồi, đi. Ờ vậy thôi bây giờ tao vô trong tao gặp anh em thử rồi mà mày vô nha. Anh em nó không có cừ đâu, nó hứa. Nó không có cừ. Được không? Không. Thế là tội đó nha các bạn, sinh ra ai muốn bị vậy đâu. Bây giờ cái nhọt mà nó to hơn cái ngừ rồi mà. À, thôi lết đi. Trời. Chết. Ten kêu đã trộm quá. Đồ 2 ngày đầu nó không gặp anh em mà nó bị mày cám mọi người à. Thầy cả nó giờ chủ giờ lâu rồi mà sao giờ. Tôi thấy ông không Ten có gì đâu mà ông vừa mà làm gì ông vừa. Thì nó cũng dù sao cũng tên mình. Nó vừa có bà nó ơi. Nhưng mà anh em nói em á, cuộc sống mà không tập là bình thường. Tên kêu giờ nó bị phớ rồi. Nó đi không được nữa, lấy gì nó cho anh em. Ai tin mày? Cái nghiệp anh hiểu không? Nó nói nhân mẫu lần á, mẹ nó nhìn thấy cái u đó là nhớ tới thằng bác gái. Mày sao mày? Ý là nó nhớ mày và cái u đó giống mày. Tao nói đủ, tao điên rồi. Vậy là mà cháy làm gì đi đi. Đồ mày. Ý giờ mấy công tụi tao mệt nữa chứ làm quá. Tao quanh cái học vườn mày ông á sao. Đúng. Ấy nó nói sao nó không mua nhà nó ở trong đó luôn mẹ này. Đó nha mọi người. Thì anh em tụi mình á 2 ngày rồi kêu Ten kêu không ra. Bây giờ nha. Anh ở thành á cứ hở và đít luôn, đít luôn. Thì vậy. Đứng gần nó là bay mùi liền à. Đúng mấy đâu. Nó bị hở mà. Mấy bà cô y tá bác sĩ trong Sài Gòn là rất là may mắn khi gặp Ten. Thì vậy. Bởi vì thông qua Ten là bà chữa được nhiều cái bệnh rồi, bà không chữa vậy là gặp. Giờ cái đít nó không còn lỗ nó đóng lại. Lọt lọt. Ông môn cho cái đít. Nó lọt. Nó xì thành lọt hơn, nó xì ra luôn, nó tự ra mà kêu nó hơn nó lọt á. Ông có nghĩ vô cái hầm cầu, cái ống cống mà lù nó không có cái khử mùi ra vậy thầu nó khác nào luôn mấy cái gì. Giá thông minh này hàng gì Ten nó nhớ. Nước uống rồi chứ. Ý là vậy rồi. Nhắc đi nhắc lại rồi mày. Giải đầu vợ nó có lý gì nó chưa? Nói cũng chừng hứng nữa nha. Chứ bây giờ con vợ nào mà chịu đựng được cái mùi đó mà. Chứ anh mà cứ ngồi trong phòng kín mà. Bây giờ là nó nằm ngủ ấp sấp. Cậu ấy hiểu không? Chứ không phải là anh. Mà biết tại sao thằng Ten nó có ngày hôm nay không? Bởi vì nó chơi game quá nhiều. Quá nhiều nó ngầu á, nó bị lòi... Lòi trĩ. Lòi dôm. Cái lòi trĩ gì? Đùng trĩ nó khác. Cái dôm. Vậy sao vợ nó? Ông vợ nó chết dòng á. Không có đâu. Nó uống cà phê với hút thuốc quá nhiều. Đồ mày nó nóng trong người, nó xì ở trên mạch. Nó xì, nó xì xuống dưới. Nó chịu đựng được bay như tao, theo tao ly diện mẹ. Ê, nhưng mà anh em. Thằng Ten nó nói rồi, anh em nó sẽ qua nó gặp anh em mình nhưng mà anh em không được cừu. Chừng nào nó chữa xong bệnh rồi. Còn chơi còn mấy cái đó mà tớ nhị mà. Tớ nhị mà. Xạo gì mày thấy xạo lại. Rầu lỡ tao cừu sao? Em nói với thằng này nó lấy cái bao, nó cột cái đùm đó lại.
bảy mười mấy ký mà. Tôi cái đùm gì mà bảy mấy ký giờ cái đùm đó 12 ký. Tôi nghe cái đó rồi nó có bác sĩ ở trong nó lấy nó thách trứng dái thách ngược lên rồi nó giữ cái hậu môn. Cái bình nước á, cái bình nước thách trứng dái giữ hậu môn cái này do hậu môn. Ông gì đó, ông cũng giỡn á, ông xạo á. Rồi ok tao giỡn, nhưng mà tao chỉ yêu. Tôi ông tới nó hỏi nhẹ đây, nó thách trứng dái thách ngược lên nhẹ. Tôi to hơn cái bầu luôn ấy. Tôi chỉ yêu cầu anh em nha nè, tên vô không cừ gì hết, an ủi động viên nó cho nó qua bớt qua bệnh tật đây. Cừ gì? Nói với ai đâu? Cừ mấy giờ cái bụng cái ông không gì? Phải cái đít chứ mà cái bụng. Ông nghe câu rồi cái đít sao vậy? Cừ ngừ chớ gọi cừ lâu mà cừ ngừ hôm trước hôm sau cừ hoài vậy. Đúng rồi. Cừ luôn mày. 12 cái là nó to hơn cái bình nước luôn. Nhưng mà nhất là cậu bảy dân gái nè, nhiều vô duyên cho nên là đừng có nói gì tổn thương. Tôi không có vô duyên nghe. Tao nói là nói chân thật nhất. Nói chung là sự gì câu gì sự thật mất lòng gì đúng không? Lời nói chẳng mất tiền mua mà lựa lầu cái cầm vô tay sự thật mất làm cái tầm cái cầm vô tay à miếng nó đừng có địch vào nhau đừng có địch vào nhau ừ vậy là không phải còn vậy nếu vậy thôi chứ từ nay anh em mình thoát những màn con của nó đúng không nó mấy nó đây cái là tao đây vô mấy nó đi tao đầu cuối tao đó thì ông suy diễn dữ quá hả anh đi về mày cuối tao sao mày giờ đó mày chưa biết đâu tao ở trong bệnh viện hầu chấn thương chỉnh hình hồi xưa tao ở trong đó tao biết nào chấn thương những hình gì não mày bị khung hay sao ạ lương liên quan đến xương khớp đồ đó thằng tên nó đứng ở trước nhưng mà nó ngại anh em mình vừa vô với cái đầu ngại kìa chết rồi Elot kìa tàu dứa vô anh em không mà đó thấy nó mang cục chung cho chết rồi không thiệt anh ăn em mới thiệt hả à, bự lắm à thường thường là bác sĩ nó mổ lại chỗ đấy đi nước thải nè. Quay nữa tôi dậy đó xuống thiệt đó. Rau. Sao bay mùi thối luôn. Từ đó để vô tới đây bay mùi thối luôn mà. Thôi ai đâu cừ? Không ai cừ hết á. Gái nó buồn nè. Buồn nè. Bị khẩu trang nè. Mày ê hiếc mà mấy cừ quá. Cái đít nó vậy mà mày biểu ngầu. Đây. Mày đồ mày vừa phải đâu mày tròn nữa sao mày? Mày nói gì ở nhà mày? Nó nhảy đâu? Tẩu đó anh. Vô mày biểu nó ngậu gì vậy? Chuyện ấy ai nói đùa. Ông muốn đâu không? Mẹ mày để thúi gì vậy cho mày kỳ thị nó luôn nè. Thôi đứng đây chịu đâu. Nói nghe nè. Tao nhớ cái câu là ở ác là bị sét đánh vậy thế thằng tên nó bị cái đó là nó bị cái gì? Dạ. Tròn nhiều quá. Dạ. Nó bí phân á, xong cái phân nó dồn lại thành một cục. Ở ác là bị mấy phe nó thì nó ráng nó rạng nó đúng rồi nó tập chỉ lòi dôm luôn cái quần chắc xiêm lỗ thay quá để nó là cái quần sâu quá là tao nói mày nè nguyên một cái quần sâu này là không chỗ đây là nó không có nó mang nó nè nó phải đeo cái nịt sắt này đeo cái nịt sắt này thấy không cái quần xiêm lỗ cái chân nó kia nó bị nó dì trứng ra luôn cái thằng nó cười nha tao gì đó nói nó ship lên nhà mày uống cả tiền nó làm cái dì trứng như ông ơi tao đứng đây đâu đứng đây anh em coi nè nó phải nịt cái sắt lại chứ đỡ là nó tù cái quần ui cho nguyên cái đông này đông thắng nha không bây giờ là nó chờ là uống thuốc là tan khoảng cỡ 4-5 năm gì nó tan à nó dài tự nhiên ông đừng có cười cậu ấy. Tao cười đó mày. Tao đang đồng cảm nó mà cười. Tậu nó bay. Em không có đi được. Em thấy người thương ngừa tậu. Ờ bạn ơi cho đứng gần anh em nó không có ai nhìn thị bạn đâu. Vô. Anh em nói anh lịch sự nè. Anh đang đừng có cười. Chuyện buồn mà cười. Cuộc đời chết này xong mày biết đâu cười. Ừ. Vậy ai biết cười chi? Ý là bạn nào phải đứng nghe chỗ kia bạn ấy cũng được không? Thôi thì đó tên lâu quá không gặp anh em mà hỏi thăm anh em đi. Đúng như mới đi cũng sẽ ra mà anh Hằng máu mua xe máy dư ấy nè. Tao cũng còn em. Ê. Chúc mừng anh Hằng nha. Chúc mừng anh Hằng kìa. Chờ nó chờ đi vòng. Xe máy bây giờ lên cho chết rồi. Em không có ngầu được. Mày sao mày cái gì mày nghĩ luôn rẻ hả ta? Tao chờ ngày hôm nay mà biết bao nhiêu năm rồi. Đâu. Chờ nó uống miếng nước. Ôi trời uống dài vậy muốn nữa không? Ok nó này. Làm như tao bị bệnh truyền nhiễm mày. Nói chung là đường nào nay mai anh vợ nó cũng ly dị nó cũng sống ngoài đường ngoài xé à thành ra không có tậu nhớ ơi chờ nó đi cũng dòng mà sao anh cười nhỏ mọn như mày chờ nó đi cũng dòng xe máu chờ nó đi anh em nói chung anh em về lấy xe ngầu lên nè bây giờ nói chung nè anh em coi nè cái cục này bây giờ nó bị sơ nó bị sơ
nó bị sơ đầu cho nên nó cứng ngắc. Đấy là cái đây á là nó không có gì đâu. Sao nó không gọt bớt mày nữa nữa rồi. Coi như là đây là cái máy. Nó còn ấm đấy mà. Là tao không có kiểm soát được cái khí của tao á. Bây giờ tao nhớ nè, cái câu này hay lắm. Thằng Rìu là chú bé mang thai, còn thằng tên là mang thai ngược. Chú bé chú bé mang biểu. Cậu bé mang thai ngược. Ủa nhỉ? Đặt tim lên đâu? Uống gì đưa lên anh chip lên đâu? Sao bác sĩ không cái gì mà quên biết ta? Để rồi giờ này. Tên, thôi mày. Sao mà chịu nấu mày? Ê, đi không? Má anh em, bình tĩnh này. Thôi mày tháo ra cho anh em nó coi một chút. Ý là đừng lại mày đứng đó tụt gơ quá. Mày lấy xi máu của mày chờ nó nâng đầu lên chờ vậy. Ê, nó y như cái dây câu mày nó khổng lồ hả? Đưa chìa khóa nó đi. Sao mày thấy bọn nó chỉ là nó kỹ à? Mấy cái này nó đưa chìa khóa nó chạy xe được không? Không còn cái gì đâu. Nè, giờ nó thằng xuống tới đây rồi nó bự như cái thùng rác rồi. Mày đi bộ xuống đi. Chút. Mày bộ xuống này. Đi bộ. Nói lấy xi máu chờ nó chi hả mày? Ngầu được không? Mày ngầu được xi không? Gì kinh mà sao mày cừ? Đứng không ạ? Không, anh em, đúng chưa? Chờ xi đứng mày. Giờ em uống gì rồi anh xếp lên cho. Bánh ngồi chơi nha. Ngồi chơi với cậu. Ê, cậu mấy đứa ra nó chắc là mình làm anh em bịt muối bịt muối gì đó. Bịt muối muối nó ra. Trời sống chết có nhau anh em ạ. À. Đúng rồi. Từ giờ là em địch là em sẽ nhận. Chứ em sợ nó hồi xưa là em hơi có tật em địch xong rồi. Ngay mà nhây á, cái đó nghiệp nhây á. Em chế người này, em chế người nọ. Giờ là em mang nghiệp. Giờ vậy rồi. Mà chỉ tao nhiều nhất mà tao biết mà. Có tụt ra. Uống nước rồi chích nó xịt ra hoài luôn. Đúng không bây giờ. Mày nói lẹ với bà. Mày nói gì uống nước xịt ra mày. Vậy ăn cơm nó cũng xịt ra luôn ấy. Ê nhưng mà anh em tao giữ lại đâu. Thằng tên á trong kênh là nó cái van này nó đóng đi nó đóng lại vậy. Ê. Mà giờ nó cái thông mẹ vậy mà. Anh em nghe tôi nói nè, thằng tên á là trong kênh khán giả rất là yêu thích nó. Anh em kỳ thị nó là coi như là anh em chết với khán giả. Mà né nè, anh em né nè. Khán giả hỏi tôi thằng tên sao thì tôi quay cho khán giả coi. Ông canh còn cười kìa. Đó. Nói ông rồi, tôi nói với anh em mà đau bệnh không biết. Cười quá. Tự nhiên mang cùng cái tức cười quá vậy. Đau bệnh á là khi mà bị bệnh nghèo mà đỡ người khác thường là nó buồn lắm. Cười không cười dễ gì đâu. Cứ cười đi. Anh em cứ cười đi. Đó bạn ơi, tôi nãy tôi nghe tôi hiểu được những lời mà nói vậy cũng được. Nó thấy cười rồi thì nó cười á. Thế là tôi nghe tôi hiểu lại những gì bạn nhưng nói. Nhưng mà nó có mùi gì đâu mà thằng Hiếu mày cứ bịt mũi vậy. Đồ nó mùi xí che luôn, nó mùi dơ quá. Cứ cười đi. Cậu bảy cứ cười đi. Tại nhưng mà giờ tên nó sao mà tụ tập những cái đồ xăm mỹ đào. Không, bây giờ nè, đoạn trước tôi cắt nèo giờ bốn anh em không cười nè, im lặng nè, đó, nín nè. Tên nó bịt nè. Không, mới tên nó bịt gì, bây giờ, nín nè. Chồng á. Câm đó, lặng nè, lặng cái nỗi buồn nè. Bạn cũng đôi khi với là cái nghiệp của mình. Anh em có ai hỏi thăm tôi không? Ai hỏi em không? Từ cái ngày mà tôi vô Sài Gòn tôi khám bệnh rồi anh em có anh em nào hỏi thăm không? Tao á cũng thương tên nhất trong tem. Đúng nói thiệt luôn á. Mà giờ đúng, nó bị như vậy á là tao thấy đau ruột lắm. Đủ mấy cái dây đó luôn. Nhường mình dây xét luôn. Nhường mình dây xét cho cái cục đó nó nặng quá. Cái dây đó là nó quéo cái chân trái của bạn, nó quéo lên cái hậu môn luôn bạn. Đó. Nhưng mà thâu nói chung là vợ chồng sống với nhau đấy, khi nào mà vợ nó bá thì con cứ nói cậu điếng. Cậu lên đồ làm chứng cho chứ giờ như vậy thâu giờ cũng giờ mày nên giải thoát cho vợ mày chứ giờ mày ở sống chung nó mày cứ địch miết nó là nó cầm địch nó cầm địch mà trùm lấy nữa mà hôm bữa ông vợ nó đi khám bệnh viêm choang là do đó chứ đâu hả đúng rồi nó trùm lấy nữa mà giờ dày nữa sao ấy ai cứ đừng đánh được phương quyết mày cũng ngừ mày á là đừng có chơi những trò đó thằng trời nó đầy mày không bao giờ được ngầu đúng rồi thì nó thúi đâu mà đang nói đang hít đang nuốt tao ghét quá tao nói tao đồng cảm với mày cho cậu bảy trò mày sẽ không bao giờ được ngầu yên đâu cậu bảy vậy ông Hân khác gì ông kêu cậu hữu đi chéo ngoài nói cậu vậy tao có nói đàng hoàng nha con nói cậu đáng cậu nói là cậu hữu chứ con nói nào ê anh tin anh nghĩa là họ buông hai lỗ anh cái thứ hai lỗ ấy bốn lỗ tao nói với tôi sao mà giờ vô anh em nó cười thời tôi vậy anh em tao nói mày á tao nói mày cũng mày cũng có nghe mày bị mấy cái bệnh đó mày nghiệt nghèo à tao đi nó bịt lại vậy dán mày chết bịt lại chết này mày bịt cái miệng mày á giấy bây giờ bạn dạy tôi là bạn sai á bạn tôi đang nói cái lỗ đính nó bốn lỗ thôi thôi đừng quay mông ra giờ ra thành một cái lỗ luôn cũng quay mông ra em mà đồ anh kiểm đấu anh cái nó mang cái đùm dở sợ đi. Cái bào thai ngược. Đâu mày đúng rồi ta. Thằng nó phẫu thuật cũng hơi sao được. Nó chưa phẫu thuật được tại vì nó nặng quá nó không phẫu thuật được là nó phải mang luôn.
nó đang uống thuốc là chờ ngày nó tan, tắt. nó tan dài như đó. Hôm bữa chung nó kia tao là mày hai lỗ thai dưa hấu tao. Cái dưa hấu đúng không? Hai lỗ thai cái không? Cái đó là giống cái bình cái, nước mẹ. Giống nó giống như cái mục đó lên thôi chứ không có gì hết á. Cái mục ấy. Ừ. Cái mục mà như cái tao phải cái lỗ đó cho cái lỗ thai nó ra chứ. Không còn từ cái đó nó kéo cái lỗ biều ra cho nên là cái lỗ đó nó lên ra hơn. Giống như loài tơ á. Ừ. Nó như loài bắt giấy hả? Loài dơm. Loài tơ như bắt giấy hả? Thôi Tên, cậu anh em mình hồi xưa giờ ngờ Tron mà, nó nói gì, đừng buồn nha. Tại vì Tên mình nó vô duyên sẵn mà. Ê, thấy nó to như cục đá vậy hả? Cỡ đó, cỡ đó. Quay mẹ quá. Ta hơn không nữa. Sao nhất lạ bài cái con dơm mà ta hơn mà. Cái gì mà nó kêu có cái gì con heo lâu năm hay là bất cứ con gì lâu năm. À, cái cục đó. Có cái sỏi. Ờ. Ừ. Quý lên. Ờ. Bây giờ là nó cắt xong lại cho mấy gái mà, tại cái cục đó ơi xì mà vậy. Trong này đi. Vậy là chờ chờ nó chết tao cục đó mà ngon lành gì trong đó. Chờ nó chết rồi cái cục đó mới thành cuối. Đồ ông đánh địch nữa sao vậy? Rồi, rồi nó xịt ra hoài đó. Ra, ôi chùi. Đồ vậy tính ra nếu mà sau này tin mà chắc á là Khanh nó lấy cái cục đó nó bán là tao tiêu. Ông Tên nó buồn, nói luôn à. Con gì vậy anh? Anh chào anh được không? Cậu ông, đó giờ thanh niên. Cái này là nó có cái bộ giữ khí rồi. Giữ khí rồi. Mày đang chút là mày kêu tao thì địch mẹ nậu mày á. Thì đúng rồi. Tự không à? Không. Chùa nó bự, ê giái lại rờ tôi ấy. Rờ lấy mấy em. Bốn lỗ nhằn mà. Rờ nhẹ nhăn. Có tao dài. Chuyện sao rờ lấy mấy mày khùng. Thì rờ gì nữa. Coi thử. Rờ da tôi cũng có kinh nghiệm mà trong đó. Rờ. Nói với cậu bậy á. Rờ bị chung nghe vui. Cuộc đời mà mình không điều sót. Điều khiển được cái khí của mình là nó đau khổ lắm. Tôi tưởng tượng này bốn lỗ như thế này mà nó chùm lại thành một lỗ, cái lỗ nó bự như vậy. Ông bác sĩ ông cũng ấy, ông cứ làm cho nó thẩm mỹ chút rồi ông cắt được nào, ông cắt chưa? Chưa cắt được, chưa cắt được. Vậy là đi nó thành nó ác tính rồi. Cũng cùng quá cái mục. Ừ, đau tay nó chịu không nấu. Vậy thì nó ác tính nó kêu chưa được, nó đỡ rồi uống thuốc tan mũ. Bây giờ nói chung là nó cứng như mũ bảo hiếm vậy. Vậy rồi. Nhưng mà ý là mình nói uống cho thuốc uống. Ý là nó cho thuốc bạn uống đỡ gì tan cái cục sỏi đó không? Mày cứ đồ tháo đi làm chi cho nó. Chết rồi bị thâu còn coi nó mấy ông bên. Mày nếu vậy mày quay đơn ra cái bệnh đó mày gỡ lên màn cho người ta biết thôi chứ mày xuống đây quay anh em đi cái. À lâu. Đừng có tháo cái thằng kia này chứ. Đừng tháo tên anh em. Anh em nó sợ thôi. Nói chung cái đây cũng là nghiệp của bạn á, bạn rút kinh nghiệm. Nhưng mà tôi nói nha, cái cục đời nó quý lắm nha, anh em nào không lấy là anh em ráng chịu. Nó mà lá tháo đằng nào lấy làm chó nha. Công gì cho anh em ông xài. À rồi ok. Cái cục trời rồi sống sao cái cục quá mà quý gì mày bị khùng vậy. Anh ơi sao trời, cái ái đồ vậy nó quý. Trong nụ lưu tiết cục ngừng quý vậy. Mẹ nó là gì vậy anh? Ủa Tên, rồi mày bao trong cái bọc đó vậy sao khí nó thoát ra trong cái bọc đó được? Có nghĩa đây là sao cái... thoát được? Khí đó mà sao thoát được? Không, không có nói được đâu. Cái mỡ đó, cái mỡ đó. Túi không có biết được nào mà. Sao mà? Cái miệng nó đường nào cũng bị cái cục đó lên trên miệng. Sao đủ nhưng mà cái nào nói mày coi. Bao trong ra cái cục đó nó nằm trên cái mé mày nè. Người ta đang bị giải mẹo ăn. À quên. Quay mất ra nữa. Mày sống không bình. Đón đi gì à. Cứng rồi. Cậu bay rồi coi nó tròn da mà cứng. Kè. Đeo nó. Cuộc đời mà giờ mà không có được cuộc đời mày là chỉ có nèm sắp thôi. Sao không có nèm ngứa được. Là một. Giải tông uống chứ giờ. Là không. Nèm sắp. Vợ nó hí. Không có được ngầu nè. À. Vậy sống vậy chắc chè chứ sống chị vậy em. Đó. Thuộc. Miệng. Cái thứ gì vậy mà cũng còn chưa sợ. Vừa đúng đầu. Ai biết mà anh ơn sao cho nghiệp dữ với ăn chơi nên tối vậy sao lấy. Tối vậy sao lấy. Thì bác sĩ kia chừng nào. Một năm vậy. Đứng dậy vậy. Chừng cái cục này nó nặng quá mà. Chừng nào mà mưa hết tao nghĩ là hết thở thôi. Thua luôn. Chứ không đúng nào giờ mày nghĩ sao Ngọc. Ủa chùa mang nguyên cái đùm luôn á. Mang giá nó cười vậy. Nó cứ nét nó cười. Cái con người nó sống gì lạ vậy. Tôi cũng hiểu. Sao mày cứ không thấy lạ đúng không. Sao nó cứ cười. Nó thấy cười. Tôi nói nó lên nghe cái miệng nó vậy á. Ngồi cho mỗi chân là sao. Không có ngồi được. Ông đừng có sát tôi. Ngồi thì mỗi chân ngồi cậu. Nó cứ cười nha. Ai đâu mà cười mà nói ông Hân cũng cười nha. Cái chuyện đó cười trên nỗi đeo của người ta ai đâu mà. Coi nên nó đi kia này. Thì giải tàu đó chứ. Tàu như vậy tao thấy mình đi giải mà. Ông ngồi xuống cho tôi. Mày lấy anh ngồi cho nó ngồi. Từ một thằng 70kg mẹ vợ lên 82kg là biết nó nặng cỡ nào rồi. Cậu chỉ cho con ngầu nè. Ngầu nè. Ngầu vậy sao được? Cơ ấy không, cơ ấy không. Khinh. Mà giờ kiếm ngầu bình thường. Không mẹ cũng đúng, tao bảy nó cho cậu bảy khóe mà giờ. Sống trên đời là phải bị đe giá. Ngầu tao gặp ai á ngầu đỡ anh em nó nghe. Chứ nữa gì nữa. Tháo này cho nó. Các bạn nha. Tháo đi.
sau này hãy sống hiền hòa đàng hoàng. Từ từ chết hả? Bữa giờ fan hỏi thằng tên đúng không? Ừ. Em cứ dẫn gì ở trên chỗ nhà nó mà quay cái đoạn mày chết đó. Tên chung chết 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 tên rồi. Rè nó máu rè nghe nó xì nhẹ. Chùa cái bao kìa. Cái bao kìa. Nó lội ra một bao quần dữ vậy. Ông đèn nữa. Cho nó ngầu chút. Đợi ui chùa. Bây giờ nó bịt rè dơ dế mày. Nó bịt rè nó bí trong cái cục đó nó sơ hóa mẹ nghèo. Nó cứng như đéo. Nó chạy rồi. Nói chung là bác sĩ nó kêu không ngủ được là da giờ nó chạy. Nó phải cứ đầu lên nhảy luôn mà nó cũng xịp vậy. Không. Chờ nó miếng nước kìa. Tên coi cho coi cho nó ra. Nó ra trong đó. Uống nước nó bị ái nữa, ông mua sữa không? Cậu đi mua sữa cho uống. Anh cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Không uống sữa á? Đưa cái mũ dưới cái này mà. Mẹ kia. Cảnh này nó đầu sót quá anh em à. Chô, cái cục. Cái cục đó giờ em đưa gì nó xiết được luôn hả? Xiết đó, nó đang xiết á. Ồ vậy tính ra khỏi xài gớ đồ nó đi cho đâu nữa rồi. Đó xiết giúp mẹ. What the mẹ. Thôi tên mà xiết đỏ ra cho anh em coi. Đó đây rồi, đây rồi. Mày cái mặt điểm là sao hả? Nó bớ đấy. Nó cứng hơn cục đá nữa mà bệnh gì? Ôi trời. Sao người ta thiết kế gì mà cái lẽ hay gì ta? Tính ra con vợ của thằng tên chuẩn bị nó gieo rồi. Thấy là cái thằng tên giữ nhiệt cũng nói mà sao nó thằng tên nó thằng tên nó chết là bắt đầu con vợ nó ăn khanh nó lấy cục đá bán cái gì vậy? Nó nẹp vô tiền bắt đầu xuống cho mày. Nè, mày coi này. Nè anh em rờ này toàn xét không à? Rờ coi, tôi có thiệt hả? Không. Thằng này nó đoạn trường lắm độ nó xét nè anh em coi xét nè không ừ. Ui dùng ở trong đó nó nẹp thì xét không nó sao chứ cái cục nó nặng quá mà nó sống như anh em nó đoạn trường quá nó vậy giờ vậy thì mày là nó nẹp đồ nó chạy nó đồng lại nó khiến nhẹ giờ vậy là ông trước ông tên mình đâu là ông có cái gớ đi theo luôn xích đầu là thầu đó. Ờ. Hay dữ ta. Nhưng mà lẽ vậy giờ nói chung thầu anh em. Ôi trời ơi, ta chết cái cục đó đó. Thầu cô. Mấy giờ sao nó không có đeo nữa sao? Nè anh em coi nè, nó rịn ra luôn nè. Ôi trời ơi, nó chỉ ra nút luôn. Rịn cái đâu? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Không phải cái gì chứ đâu phải cái gì đâu. Điên là sao mày, cái này phẫu thuật gì vậy? Hả? Nó bình thường mà. Thì cái đuổi đi chỗ đi nó trống là nó lọt vô trong đó, cái hối gì nữa. Vậy là nó thông ấm ấy, đâu có đâu phải, đụng với ai đâu mà đi mất vợ sinh nhảy. Bác sĩ nào mà đi làm vợ sinh nào mà không phải. Nó tự bào quá. Mày đi đây là chết rồi. Chết rồi nè. Con mẹ mày nó đeo cái gì vậy chứ tự nhiên nó quả? Có bị gì đâu cũng xào xạo nó nghi rồi tào lao đổ mày chẳng sao đâu cái bò không để gì không má nó đeo cái cục gì đây chứ tự nhiên bị gì đeo cục gì vậy vậy bạn có bị bệnh vậy đây dướng cơ thì mẹ nó lấy đất cát gì bao không đầy thôi đưa mày đi là sao mày thằng nào lụm làm chó mà tôi nói rồi tám hư hao gì mà tôi nói thiệt chứ không á tôi với con bé nhưng mà thương mấy anh em đâu là bị nói thưa tôi bị bệnh vậy thưa mấy anh em có thương tôi không ai ngờ không mấy con ngờ đây nói mấy cái miệng khẩu nghiệp này điên là sao mày ai đâu mà nãy giờ tao vô tao ăn uống mày chứ má mày nó lên mũi thì mấy con mày cái đống nó làm vậy. Mấy cái vậy mẹ đó mũi hiếm tôi này mẹ hư mẹ mũi hiếm mũi hiếm tao mà. Ui trời ơi, mày nha mày. Cái này ai chơi? Tôi bỏ nó đeo mà hỏi tao. Tao còn không biết nữa mà. Mấy cái mũ địt cũng ngồi địt trong đó. Trời thúi dữ vậy. Tao không biết nha nó. Tao nói mày cái video này mày đang chết còn. Ủa hầu nãy kêu thằng nào lầm chó à? Thằng bốn người lầm nha. Tao chưa nói nha. Mũ yếm tao làm mày. Đồ đến đâu vậy? Đồ đến đâu đến đâu. Đồ với biết trời. Đồ đeo thôi che thôi mẹ chứ không phải đồ mới muốn đem ra làm gì làm. Trời ơi nghĩ sao mà nó kêu cơ. Hư mẹ mũ rồi. Mấy lùn gà cho mày. Thấy chưa tao nói rồi. Cái thằng đó là nó đi luôn rồi, nó ở trong Sài Gòn luôn rồi, nó dìa là sao dìa luôn. Đi dìa mày đi luôn mẹ đây. Đồ mẹ đi sao mà trong cái mũ con dưới luôn mẹ. Mày hứng mẹ mới tao tào cóc. Trời ơi, tên nó cho. Mày cho mắc mơ tại tao. Nói gì bây giờ? Kênh mình lại kênh Văn Minh. Văn Minh Văn Hóa. Hân hô trong đâu là kênh Văn Minh. Thì ê biết mà. Mày đánh video lên là tao tết kênh. Hầu giờ có video nào Văn Minh đâu mày. Tao thấy còn Văn Minh không? Văn Minh chỗ nào? Ê, tao có thôi vừa kìa. Không, có tính gì đơn đen đâu. Ủa bây giờ thì có thấy anh em có ai cũng đồng cảm đồ buồn với nó chứ có ai làm gì lên mẹ nó trời cái lẹo. Nhưng mà nãy sao nói thằng nào lụm cái u ra gì nó làm cháu mà. Tao lấy cái trời. Mấy cái u thiệt của nó thì ai. Tên làm sao nó biết thằng Văn Minh đây nè. Không có. Cái mũ mày đỡ cho nên sao thúi dữ vậy? Thúi quá. Cái mũ tao cũng đỡ. Chết con heo, chết con heo. Chết con heo mà. Chết con heo mà. Thúi gì? Mở bước vô đã nghe mùi rồi. Vậy tính là mấy ông đậu phân với đậu mũ gì? Ê
nói rõ rồi nha. Rồi giá cho mày bình tĩnh đi. Ý là tên nó chăng? Hôm nãy là tôi đã nói anh em đâu. Rồi. Ông cũng ông phấn đâu, không nghe. Tôi không tin đâu. À mày thông minh lắm. Mạch mày như mạch cậu này. Sao nãy mày kêu mà nói văn minh. Sao còn mấy cái trò gì đâu không. Rồi mày ăn nào làm gì làm chó. Nãy nói đâu mà. Ê tôi nói là không. Mấy trăm ngàn bỏ mày. Mày nói nha. Mày nói nha. Wow cái tem đậu cái heo rồi. Wow đều wow. Mày nhái đậu cái heo vô đâu. Đều đều đều. Đó. Mấy ăn đậu. Ra nè. Quay. Nó rước ra. Nó rước ra. Mấy ăn đậu phân. Ông bà em nói quát cà vợ bắt ổn không có. Bắt ổn là giờ mày. Mấy ăn đậu phân. Ờ đủ cái đậu. Mày ý ông đó luôn chè nè. Tôi bỏ gì đóng mày. Ui trời. Cái đồng. Mày rất bớn. Ai? Tôi hỏi mấy anh em nè. Nó là cái thằng bịa ra câu chuyện mà tôi mập tí đúng không? Mày bỏ vô mày. Mày lén tao mày. Làm sao làm? Em bỏ cứ gạch sáp đó đi. Đó thì làm như mày. Thì dục mũ ấy đừng đậu nữa. Mày mới nè anh nhũn. Giải là cái này đứa nào về đàn. Mày nói. Tôi phải công nhận ông là người bịa diện giỏi thiệt hả? Ta bịa gì mày? Đồ mẹ thiệt. Tôi vô tôi khám bệnh, còn mẹ tôi á là mới là người mổ. Trời ơi, tôi vậy mà tôi đi, tôi tưởng ở nhà kêu là thâu làm cái clip với mấy anh em. Vậy mà ông bịa ra ông giỏi thiệt hả? Đồ mà ông tài năng gơ luôn á. Thì mày hay đi thì tao nghĩ mày vô đó mày khám bệnh đi chứ. Đồ mày vậy mày cũng nghĩ ra đi nói vậy đỡ anh em trên mạng người ta nói tôi chọc tôi. Không hay thiệt hả? Chọc với mày. Chọc cũng gì tự không biết. Thì mày cũng bị thôi chứ mày sợ gì vậy? Nhưng mà ông nói vậy thì tự nhiên hủy hoại thanh danh tôi. Có cái nhọt nào như cái dưa hấu của mày. Trời ơi. Nhưng mà tôi nói cái bệnh đó là bệnh tớ nhạy vậy mà ông đi nói được tôi trong khi tôi cũng vợ con đùm đờ rồi làm ăn rồi mà ông cho vậy á. Mình nói bạn nha, chuẩn bị nó đi Sài Gòn này rồi đỡ cho nó biết chuẩn bị đó. Nó là mới là thằng đi khám bệnh các bạn. Đỡ nè, đỡ mình đỡ cho nó biết. Cứ cười đi, tôi nói không, bịa chuyện cũng có ngày à, nó mập ngày cái mỏ vậy cho biết. Mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu.